Ultrabook chỉ 25 triệu nhưng cao cấp như 50 triệu. Quay TikTok hay là YouTube? YouTube à? Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab. Thông cảm mình dạo này hơi nghiện TikTok một chút. Nhưng đó, quay trở lại câu chuyện. Hôm trước anh Ngọc đã làm video review về một chiếc Ultrabook sang xịn mịn, nhưng mà quan trọng là giá nó lên tới 50 triệu đồng. Và mình nghĩ rằng ở mức giá đó thì hơi khó để tiếp cận đối với đại đa số anh em người xem Relab. Hôm nay thì mình mang tới đây một chiếc laptop mà rẻ hơn một nửa thôi, 25 triệu đồng. 25 triệu đồng thì chắc chắn không phải là rẻ, nhưng mà cái quan trọng đấy là mình muốn chia sẻ về những cái tính năng hay ho của nó. Bởi vì nó là một chiếc laptop thuộc chương trình Intel Evo và chỉ cần 25 triệu thôi, các bạn mình nghĩ rằng đã có những tính năng cao cấp như kiểu Ultrabook 40-50 triệu rồi. Chi tiết hơn hãy để mình chia sẻ trong video ngày hôm nay nha. Đây là Acer Swift 5 và mình nghĩ rằng đây là một chiếc Ultrabook tiêu chuẩn hiện tại. Mỏng, nhẹ, bàn phím gõ ok, touchpad đủ to và vuốt sướng. Màn hình viền mỏng này, nhìn sướng này, bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass. Các cổng kết nối vẫn tương đối đầy đủ. Nhưng mà cái quan trọng nhất mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay đó chính là về Intel Evo. Các bạn đều biết Intel Evo là một chương trình, hay chính xác là một cái xác nhận của Intel, là khi mà các nhà sản xuất laptop họ kết hợp rất chặt chẽ với Intel để tạo ra những cái sản phẩm tối ưu tốt giữa phần mềm và phần cứng để đáp ứng được một loạt những cái hạng mục yêu cầu từ Intel, hay là mở máy từ chế độ sleep trong dưới 1 giây, màn hình hay là pin trâu hay là cấu hình hiệu năng cao, vân vân và vân vân. Thì đó là lý do mà khiến cho chiếc laptop này 25 triệu. Ngày xưa các bạn cũng chỉ mua được Ultrabook dạng kiểu bắt đầu ở phân khúc cao cấp thôi. Nhưng bây giờ 25 triệu các bạn đã có thể mua được những chiếc laptop mà cho hiệu năng hay là cho những cái tính năng ấy, nó cao cấp không kém gì laptop 40-50 triệu cả. Ví dụ như là con chip nha. Cái chiếc laptop này thì đang chạy con chip là Core i5-1135G7. Xung nhịp của nó thì là 2.4Hz và tiêu thụ 12W, hoặc là có thể peak tối đa lên là khoảng 4.2Hz và tiêu thụ lúc đó là khoảng 28W. Với thông số thuần như vậy thì nó cũng tương đương với cả một con chip là Core i5-10300H, cũng kiểu 4x8 luồng, cũng xung như vậy, nhưng mà khá là vô lý khi mà mình so sánh một con chip tiết kiệm điện với cả một con chip là sinh ra để làm hiệu năng cao. Thì đây, mình đã có thử test một số bài benchmark như là Cinebench R20, Passmark, Geekbench, và những cái hiệu năng hay là những cái điểm số cho ra thì chứng tỏ là con chip này nó tương đương với cả Core i5-10300H thật. Thậm chí là có nhiều bài nó còn nhỉnh hơn cơ. Ở cả đơn nhân và đa nhân đều có những cái điểm số tương đồng với nhau. Khá là hay ho đúng không? Có được điều này thì tất nhiên là do con chip này nó đã tối ưu về xung, về nhịp. Nhưng mà rõ ràng là con chip hiệu năng cao như Core i5-10300H thì nó vẫn sẽ tối ưu hơn khi các bạn sử dụng trong những tác vụ về lâu về dài, kiểu render đường dài hay là benchmark kiểu 100 bài liên tục ấy. Cái mình muốn nói ở đây không phải là so sánh trực tiếp hai con chip, mà mình muốn dành một lời khen cho những cái con chip tiết kiệm điện thế hệ Tiger Lake như thế này. Chỉ cần như vậy thôi, nó cũng đã phần nào đó đáp ứng được những cái nhu cầu trong một thời gian ngắn là tương đương với những con chip hiệu năng cao hơn. Ví dụ như các bạn đang làm Photoshop, tự dưng các bạn bật một cái layer nhiều hiệu ứng lên, hay là các bạn làm Premiere, các bạn add một cái effects nó hơi nặng một chút, thì nó vẫn có khả năng xử lý tương đối là tốt. Ngoài ra khi mình chơi game thử như kiểu LOL, Valorant, một số những tựa game online hay là kiểu FPS cơ bản ấy, thì với cái màn hình Full HD trên chiếc laptop này, nó hoàn toàn đáp ứng được cho mình trong những cái nhu cầu kiểu cơ bản nhất, ít nhất là 60fps, rất là dễ dàng. Với CSGO các thứ thì có thể còn nhỉnh hơn nữa, nhưng mà đó, mình nghĩ rằng để chơi game giải trí nhẹ nhàng trên chiếc laptop này thì vẫn hoàn toàn ok. Đặc biệt là phải xét tới cái sự mỏng nhẹ cũng như là vẫn đầy đủ các cổng kết nối của nó, khá là tuyệt vời. Ngoài ra, các hạng mục khác để đạt được cái chứng chỉ Intel Evo đó là khởi động máy từ chế độ sleep trong vòng dưới 1 giây, thì đây để mình demo cho anh em xem luôn. Cập máy xuống, xoay máy, chấm kem, liếm sữa và chưa kịp ăn thử nó đã mở lên rồi. Dưới 1 giây. Hay là nói về pin trâu, cấp máy laptop Intel Evo thì sẽ phải có cái thời gian sử dụng ít nhất là 9 tiếng ở màn hình Full HD và ở một cái độ sáng đã được quy định như vậy. Với bản thân cái chiếc Acer Swift 5 này, mình dùng cho các tác vụ của mình như kiểu là chỉ lướt web, cắm tay nghe nhạc rồi gõ văn bản, vân vân và vân vân, thì mình dùng lên tới là 10 tiếng cơ. Tất nhiên đó là do đó là nhu cầu của mình không quá cao, hoặc là do mình đang ngồi trong phòng tối, mình giảm độ sáng nó xuống thì nó không quá ăn điện. Nhưng rõ ràng cái việc mà khởi động máy nhanh cũng như là pin trâu thì mình thấy rằng Intel đang có một cái xu hướng phát triển
để giúp laptop của mình có thể cạnh tranh được với cả những cái chiếc laptop chạy chip ARM, hay là kể cả những chiếc tablet mà chạy chip ARM vốn rất là nổi tiếng về pin trâu hay là kiểu hoạt động máy nhanh nữa. Và cuối cùng, tất cả những chiếc laptop Intel Evo sẽ phải hỗ trợ Thunderbolt 4, thì cái chiếc Acer Swift 5 này nó cũng như vậy. Nằm ở đây, một cổng USB Type-C. Và bên cạnh đó thì tất nhiên nó cũng có cả USB Type-A, bên này lại thêm một cổng Type-A nữa, hay là cổng 3.5. Tuy nhiên cái bộ sạc đi kèm với chiếc laptop này trong hộp thì lại là cổng sạc chân kim. Hơi bất tiện một chút, mình vẫn thích là các nhà sản xuất tặng kèm cái bộ sạc mà có sẵn dây C2C luôn để dùng sạc cho điện thoại hay là các thiết bị khác thì nó tiện hơn. Tuy nhiên tất nhiên các bạn vẫn có thể dùng những cái bộ sạc USB Type-C cắm qua cổng Thunderbolt 4 để sạc cho chiếc laptop này nếu mà các bạn không dùng bộ sạc mặc định nha. Đó, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn tất cả những yếu tố đó về trên chiếc Acer Swift 5 này. Mình thì chưa đi sâu và đánh giá từng những yếu tố bên trong cái chiếc laptop này bởi vì có thể là sẽ phải hẹn các bạn sang video trong tương lai. Và bây giờ mình đang muốn chia sẻ một yếu tố thôi. Đấy là chính Intel Evo nó đã giúp cho những chiếc Ultrabook ở tầm giá không quá đắt, khoảng trên 20 triệu đã có những chiếc laptop như vậy rồi. Đây, Acer Swift 5 là một ví dụ. Nhưng nó lại có thể có những cái tính năng rất là cao cấp mà cạnh tranh được với những cái chiếc laptop tầm đắt hơn nhiều, kiểu 30, 40, thậm chí 50 triệu thì cũng chỉ đến thế này thôi. Cũng chỉ đến là mở máy trong dưới 1 giây, cũng chỉ đến là pin trâu, đến như vậy mà thôi. Thì đó, anh em nghĩ sao về Intel Evo cũng như là về bản thân chiếc Acer Swift 5 này và muốn mình làm cái gì nữa trong tương lai? Comment ngay bên dưới nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Anh em bỏ qua quả mũ này nha, mình tóc hơi xấu mà mình không đi cắt được, đang cách ly.